Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Đấy, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Hôm nay mình lại có Seto Bato của Kutani mọi người. Đây, cái này hơi khó nhìn. Đây, của Kutani mọi người nhá. Một vẽ vàng. Cái này thì khá là lâu đời rồi. Nó họa tiết thì thực ra nó không được đẹp lắm, nhưng mà mình thấy nó vẽ vàng rất là đẹp, nên là mình cứ lấy về xem mà có ai có nhu cầu lấy thì cứ liên hệ với mình nhé. Đây, mình quay cái bát to này cho mọi người xem này. Đấy, họa tiết ở bên ngoài vẽ vàng mọi người nhé, hàng vẽ tay. Họa tiết thì nó đơn giản thôi, nhưng mà nó rất là lâu đời rồi mọi người ạ. Đây, chuyện ký đầy đủ nhé, Kutani nhé mọi người nhé. Đây, Kutani. Đây, mặt bên trong nó vẽ con chim công nha mọi người, đuôi công và thân công. Đây trông rất là ngộ phải không mọi người. À, một bộ xếp tụ này có ba cái thì họa tiết nó giống nhau tất mọi người nhé. Đây, mình chỉ có quay sơ qua thôi, chứ còn cái mọi người thì cứ xem cái bát to này, thì cái to nhất này thì mọi người hình dung ra hai chiếc kia mọi người nhé. Đây, họa tiết vẽ vàng luôn. Đây, họa tiết giống nhau luôn mọi người nhé. Khá là tuyệt vời luôn. Hàng này thì khá là lâu đời rồi mọi người. Hàng này thì không bao giờ có dưới 100 năm đâu mọi người nhé. Kutani luôn, vé đỏ. Mọi người mua này về này, nó đỏ cho nó may mắn mọi người nhá. Đấy, quả tiết này. Cái này thì nó bị lõm một chút ở đây, kiểu ngày trước khi họa nặng nó bị lõm đây, nhưng mà không ảnh hưởng gì mọi người. Bây giờ mình sẽ đo kích thước cho mọi người xem nhé. Cái nhỏ nhất là mặt của nó 18 mọi người nhé. Mặt của nó 18, chiều sâu của nó vào tầm 4,8-5 đi, chiều sâu đó là 5. Còn đây là cái bát này, bát thứ hai của nó sâu là 8, à xin lỗi mọi người nhé, sâu là 6, chiều sâu là 6 cm, mặt của nó là 20,5 mọi người nhé, mặt là 20,5. Đây là cái bát to nhất đây mọi người. Cái bát to nhất là mặt của nó là 23 mọi người nhé. Mặt 23, chiều sâu của nó là 6,5 mọi người. Mặt 23, chiều sâu 6,5. Họa tiết vẽ vàng. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy mọi người. Cái bộ này thì khá là lâu đời rồi mọi người. Quá là sâu tuổi. Bây giờ mình đặt ba cái vào đây đấy. Ba chiếc thì nó sẽ như này mọi người. Đây, mình đưa lên cho mọi người xem. Đấy, ba chiếc nó sẽ như này. Đấy, mọi người ai mà muốn mua ba chiếc tô vẽ tay này thì là mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người có muốn mua cái gì, đồ gốm gì thì mọi người cứ liên hệ với mình. Thì có thể bây giờ mình chưa có, mà mọi người có đặt mình sẽ tìm, khi nào có mình sẽ báo mọi người. Thực ra những cái hàng này thì là nó để đặt được như đúng ý, ví dụ như mọi người mà xem giống của người khác thì khó lắm, để mà trùng khó lắm mọi người. Ôi, mình xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người xem video mình mà muốn mua thì mọi người cứ liên hệ qua số điện thoại của mình nhé mọi người nhé. Số điện thoại của mình là 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi, xin chào mọi người nhé.